Tin Giáo sứ Cảnh Lâm Chồng mình Thánh Chúa tại Giáo sứ Cảnh Lâm Đúng 6 giờ 30 sáng Chủ nhật thứ tư phục sinh, ngày 22 tháng 4 năm 2018, Cha Phaero tại văn Đức, quảng hạt Lạc An đã long trọng nhân Thánh lễ, Khai mạc ngày chồng mình Thánh Chúa thay cho Giáo phận Phú Cường tại Giáo sứ Cảnh Lâm, giáo hạt Lạc An. Đồng tế trong Thánh lễ có quý cha trong giáo hạt Lạc An, bên cạnh còn có quý tu sĩ nam nữ và rất nhiều bà con giáo dân trong giáo xứ tham dự. Sau thánh lễ, cha Du Xe Nguyễn Hồng Ánh, chánh xứ Cảnh Lâm, đặt mình thánh chúa để mọi người tiếp tục chầu thánh thể đến 17 giờ. Mỗi giáo xứ trong giáo hạt được mời tham dự một giờ chầu mình thánh chúa để nói lên tình hiệp thông trong giáo phận. Lúc 18 giờ thánh lễ bế mạc, ngày chờ lực của giáo xứ Cảnh Lâm được cử hành trong sự trang nghiêm và xúc sắc của mọi thành phần dân chúa.